Từ năm 2022 đến nay, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm là dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng và dự án khu công nghiệp Vigracera Yên Mỹ với tổng diện tích 210 ha của gần 2.700 hộ dân, số tiền hỗ trợ bồi thường trên 860 tỷ đồng. Trong đó, dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 gần 130 ha và dự án khu công nghiệp Vigracera trên 80 ha. Đạt được kết quả trên là do ngoài thành lập các ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu và nắm rõ được chủ trương đường lối, chính sách pháp luật liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xã đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong triển khai, thực hiện các dự án.